Xin sư đưa ra quan điểm về Pháp Luân Công, môn công phu được nói là của Phật gia. Thì xin thưa là họ tự nhận là như vậy, nhưng mà nó vốn dĩ nó không phải như vậy. Thì họ lấy một vài cái quan điểm và họ cho rằng cái phương pháp đó là của Phật, nhưng mà xin thưa nó không đúng, nó không đúng. Không lẽ bây giờ cứ một cái phương pháp nào mà đưa ra là họ nếu nói là của Phật thì mình đều tin là của Phật hay sao? Xin thưa với quý vị đó, bản thân sư là người vốn dĩ sư là người cả tin, có nghĩa là ai nói cái gì cũng tin. Nhưng mà cái cả tin của sư nó có giới hạn ở chỗ này. Đó là khi một người mà chưa lừa sư bao giờ thì khi họ nói thì sư tin. Nhưng mà một khi cái vấn đề đó mà sư đã bị lừa một lần rồi thì lần sau sẽ cảnh giác. Đã có nhiều phương pháp mang danh là của Phật, và do cái tính cả tin của sư ngay từ đầu sư tin, nhưng mà về sau sau khi mà sư nghiên cứu kỹ lưỡng và sư phát hiện là mình bị lừa, và từ đó trở đi sư rất là cảnh giác đối với tất cả những cái gì mà người ta nói là Phật dạy hoặc là gán cái mác của Phật, sư đều cảnh giác hết đấy. Mà cái cuộc đời từ hồi nhỏ tới lớn thì chắc có lẽ là cũng bị người ta nói dối đó, cũng bị người ta lừa, cũng hơi bị nhiều rồi. Cho nên bây giờ mà muốn kiếm một cái mặt nào đó mà sư chưa bị lừa thì thôi thì chắc cũng cũng hơi khó, cũng hơi khó. Nói vậy không phải là nói sư không bị lừa, nhưng mà như sư nói đó, về mặt Phật pháp thì do hồi đã từng một thời gian là cái gì người ta nói cũng tin, nhưng mà sau khi phát hiện là mình bị lừa thì từ đó trở đi cái gì mà có mang dáng cái mác của Phật thì sư rất là cẩn trọng. Và cái phương pháp này thì sư khẳng định là nó không dính dáng gì tới Phật hết, nó không dính dáng gì tới Phật hết. Nhân vật tổ sư Đạt Ma có Phật hay thật hay không, và ông có phải tổ sư truyền thừa chính tông từ thời ngài Ananda hay ngài Ca Diếp truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc hay không? Cái này là do các vị ở Trung Quốc, các vị lập luận và đưa ra các cái dòng truyền thừa, thì sư cũng không rõ là các cái vị đó dựa vào đâu để mà đưa ra cái lập luận này. Nhưng mà theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy thì không có việc truyền truyền thừa theo cái kiểu truyền y bát như là ngài Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, rồi ngài A Nan rồi truyền y bát lại cho vị này vị kia, thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì không có chuyện đó. Còn cái việc là tổ sư Đạt Ma có thật hay không thì quý vị phải nghiên cứu lịch sử Trung Quốc và tìm hiểu, và về cái phương diện lịch sử Trung Quốc thì sư không có hiểu rõ lắm. Cho nên là sư không, rất tiếc sư không trả lời được câu hỏi này.